Đây là điểm khai thác cát trái phép nằm tại bản Bắc, xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Tại thời điểm phóng viên có mặt, chiếc tàu hút cát đang hoạt động hết công suất. Sau khi hút đầy cát, các tàu này tập kết ngay tại bãi ven bờ. Việc khai thác và tập kết cát diễn ra bất kể ngày đêm khiến người dân vô cùng bức xúc. Thế nhưng lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tạ Bú lại cho rằng ở trên địa bàn xã Tạ Bú đến thời điểm này thì việc khai thác cát thì chúng tôi cũng chưa phát hiện được. Trên địa bàn Tạ Bú nó cũng khoảng gần 7-8 bãi cát cơ đang tập kết. Thì cái việc tập kết này thì hiện nay là cũng đang trái phép. Đang trái phép thì cũng đang xin ý kiến của huyện. Sau khi tập kết này thì nếu mà có tập kết thì phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nhưng tuy nhiên thì cũng để thực hiện cái nội dung này thì nếu mà nhất trí cho các bãi tập kết thì đương nhiên huyện cũng phải chuyển đổi cho các bãi tập kết này. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đang phối hợp với huyện để thực hiện cái nội dung này. Nói như vậy, tất cả các hoạt động hút cát, vận chuyển và tập kết cát trên địa bàn xã Tạ Bú đều là trái phép. Việc khai thác và tập kết cát không phép diễn ra từ nhiều năm nay. Tuy nhiên vẫn không được xử lý triệt để. Các tàu hút cát vẫn hoạt động ngang nhiên, thách thức chính quyền địa phương. Nay chúng tôi đang thành lập cái tổ ban hành cái quyết định để thường xuyên kiểm tra. Nhưng tuy nhiên là trong quá trình kiểm tra thì hiện nay thì vẫn đã có một cái số biên bản. Cái biên bản thì hầu như các bãi cát nào chúng tôi cũng đã có cái biên bản làm việc. Nhưng tuy nhiên là về cái xử phạt thì đến thời điểm này thì chúng tôi cũng chưa có cái xử phạt liên quan đến nội dung này. Vì hiện nay họ tập kết là theo cái chủ trương thì không cho tập kết đâu, nhưng mà tuy nhiên là nó chưa chuyển đổi cái nội dung này và được sự nhất trí của huyện thì chúng tôi mới tiếp tục xử lý hành chính đối với trường hợp này. Chỉ kiểm tra, lập biên bản nhưng không xử phạt đối với vi phạm, phải chăng là do sự buông lỏng quản lý hay có dấu hiệu làm ngơ trước tình trạng này? Nếu mà trên địa bàn huyện mà có một vài đơn vị mà khai thác thì đấy là hành vi vi phạm trong quản lý khai thác khoáng sản. Trên địa bàn xã Tạ Bú thì ở đây có khoảng 6 cái điểm tập kết cát. Ở đây thì các hộ có, đây là các hộ gia đình có giấy phép kinh doanh được cấp. Tuy nhiên thì cái việc tập kết cát này thì không được phép tập kết. Những cái nội dung này thì đúng là chúng tôi cũng đã kiểm tra xử lý. Tuy nhiên thì cái nội dung này chưa được triệt để, một phần nhiều lý do là trong cái quá trình kiểm tra xử lý thì chưa có những cái động thái gọi là cương quyết, nhưng tuy nhiên cũng có cái phần khó là khi quá trình kiểm tra ấy, thì cũng các hộ cũng có hứa hẹn, bởi vì là khi kiểm tra thì có lúc nào ở trên cái phần bãi đấy thì cũng đã có những cái khối lượng cát nhất định, vì vậy thì các hộ đều hứa là sẽ sau khi sẽ bán hết cát xong thì sẽ dừng cái việc tập kết cát đấy lại. Phần trách nhiệm thì việc đầu tiên thì cũng cơ quan quản lý nhà nước của chúng tôi cũng nhận phần trách nhiệm. Ngoài ra thì còn liên quan đến cái quan trọng nhất là chính quyền địa phương quản lý trên địa bàn trong việc phát hiện và xử lý đối với những hành vi vi phạm trái phép trên địa bàn. Để tránh thất thoát tài nguyên, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Mường La, tỉnh Sơn La cần quyết liệt với hành vi khai thác cát và tập kết cát trái phép trên địa bàn. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.